Trong thời tiết nắng nóng oi bức, có một ly trà sữa thạch rau câu mát lạnh thơm nhẹ cùng với những viên thạch rau câu giòn tan thì thật tuyệt vời phải không ạ? Với hương vị của trà sữa cơ bản kết hợp với bột rau câu với đủ hương liệu, bạn có thể dễ dàng tự tạo cho mình những miếng thạch rau câu nhiều màu, nhìn hấp dẫn. Hãy cùng các gia đình ngày hôm nay làm một cốc trà sữa thạch rau câu vị trà xanh thơm mát nhé! Nguyên liệu chuẩn bị: nước, bột trà xanh, bột rau câu, đường, trà túi lọc, sữa đặc. Cách làm thạch rau câu trà xanh: đổ nước vào nồi, trộn đều bột trà xanh, bột rau câu và đường. Đổ hỗn hợp trên vào nồi, khuấy cho tan đều. Đun hỗn hợp và khuấy thật đều tay. Sau khi đun khoảng vài phút, đổ vào khay và để ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Cách pha trà sữa: đun sôi 200ml nước. Sau đó cho trà túi lọc vào khoảng 10 phút rồi vớt bỏ. Sau khi lấy túi trà ra, bạn cho thêm sữa đặc vào, tùy vào sở thích mà lượng sữa cho vào nhiều hay ít. Thái nhỏ thạch rau câu, cho vào cốc rồi đổ trà sữa, cuối cùng cho đá nếu bạn muốn uống lạnh. Như vậy là bạn có thể thưởng thức ngay một cốc trà sữa thạch rau câu rồi đấy.